Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Nên mua Asus Zenfone 2 4 triệu hay là Black Shark 4 5 triệu, Xiaomi và Redmi với cả Realme thì thương hiệu nào sẽ bị bóp hiệu năng nhiều hơn và chậm thông báo nghĩa là sao? Tất cả sẽ trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Ok, anh em đừng quên là team chúng mình có một cái Shopee tên là Mobile City Meta Store, chuyên bán phụ kiện điện thoại như kiểu là sạc cáp này, sạc dự phòng, tai nghe không dây, sạc nóng lạnh, ba mức giá rẻ nhất Việt Nam luôn nha. Trên đó thì bọn mình cũng sẽ bán cả điện thoại nữa. Và giá trên Shopee ấy là bao gồm bảo hành vàng 12 tháng tại Mobile City rồi các bạn nhá. Những bạn ở xa mà không đến shop ấy thì có thể mua tại Shopee cho nhanh được chưa? Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Đến với câu hỏi đầu tiên, LG Phone 2 4 triệu với Black Shark 4 giá 5 triệu, máy nào đáng mua chơi game nặng vậy anh? Mong anh rep, chúc anh nhiều sức khỏe. Ok, cảm ơn nhá. Thì rõ ràng là nên mua chiếc Shark 4 rồi, tại vì hiệu năng nó mạnh hơn. Đó, giá tiền cũng cao hơn mà. Cụ thể nhá, với chiếc Asus LG Phone 2, tuy là rất mạnh nhưng máy sẽ chỉ là con chip Snapdragon 855 cộng mà thôi. Trong khi với chiếc Shark 4 ấy sẽ là Snapdragon 870 nhá, tranh nhau hai đời cơ mà, mạnh hơn rất nhiều. Bạn mua chơi game nặng thì rõ ràng rồi. Hiện tại với chiếc Shark 4 thì vẫn có Genshin đồ họa thấp ok, thậm chí gắn so trung bình các thứ. Còn chiếc LG Phone 2 thì thôi, Genshin cực thấp còn đuối chứ, chơi game tầm trung thôi bạn nha. Chưa kể tới này, chất lượng màn hình hai máy thì mình thấy Shark 4 có nhỉnh hơn một chút, tại vì LG Phone màn nó luôn hơi tối. Đã vậy nhá, cầm với cả chán của chiếc LG Phone thì hơi dày. Đó. Ngoài ra thì với chiếc Shark 4 các bạn sẽ có phím trigger nha, trong khi chiếc Asus LG Phone 2 thì chưa có. Đấy, chơi game bắn súng thì rõ ràng là Shark 4 hơn rồi. Có chăng về cái mặt lông ngoài thì mình công nhận Asus nó đỉnh hơn các bạn nhá. Âm thanh dày dặn ấm hơn và pin nữa, pin của chiếc Asus LG Phone 2 thì 6000 lận cơ, trong khi Shark 4 chỉ là 4500, nhưng mà đây, sạc nhanh của Shark 4 là 120W nha, bù lại cũng khá ok, trong khi sạc của chiếc LG Phone thì 30W hơi củi. Ngoài ra nữa này, với chiếc Asus LG Phone 2 thì nổi tiếng là hay bị lỗi đột tử các bạn nhé. Bây giờ mà chọn được một chiếc máy LG Phone 2 còn sống ấy thì cái tỷ lệ hàng zin khá là ít, khả năng rất cao là hàng đã qua sửa chữa. Mà trong trường hợp hàng zin thì đó cũng rất dễ bị đột tử nha. Thế là thôi, theo mình bạn nên cố tầm 1 triệu lấy chiếc Black Shark 4 nó sẽ ok hơn. Đến với câu hỏi thứ hai, Redmi với Realme và dòng Xiaomi hiện tại, dòng nào bị bóp hiệu năng hơn mọi người nhỉ? Ok, nếu xét trên tỷ lệ máy bị bóp thì rõ ràng là Xiaomi nhiều hơn rồi. Cả Xiaomi với cả Redmi ấy là chung mà. Còn với Realme thì sẽ bị ít hơn. Nhưng mà lưu ý nhá, với cái dòng máy Xiaomi hay là Redmi ấy, trường hợp các bạn bị bóp hiệu năng thì xử lý khá đơn giản bằng cách các bạn xóa giúp mình cái phần Joy ID hoặc là up ROM. Đó. Trong khi với Realme thì sao? Sẽ chỉ có trường hợp là các bạn up ROM nó sẽ đỡ hơn một chút thôi nha. Chứ còn với Realme thì không có mẹo gì cả. Dẫn tới tình trạng là mình đánh giá cao thương hiệu Xiaomi hơn. Đó. Tại vì ít ra còn có phương án để mà xử lý. Trong khi Realme bị thì sao? Đành phải chấp nhận các bạn nhá. Nếu cách đây tầm khoảng 2 năm cơ thì mình công nhận là Realme đỉnh hơn hẳn. Đa số các máy Realme chiến game đều ngon nhá. Ví dụ như kiểu là Realme GT Neo này, Q5 Pro, Neo 2 các thứ, GT Neo 2T rất ok, mạnh hơn so với cả Xiaomi, chiến game cực cháy. Nhưng mà kể từ chiếc Realme GT Neo 3, mình bắt đầu thấy có biến các bạn nhá. Tùy phiên bản ROM, có nhiều phiên bản thì nó sẽ yếu hơn so với cả chiếc Redmi K50. Tiếp theo là chiếc Realme GT Neo 5 này, đó, mới ra gần đây thì cũng bị bóp hiệu năng các bạn nhá, tại vì tối ưu chưa tốt. Vậy nên là đó, chốt lại câu hỏi của bạn thì mặc dù Xiaomi với cả Redmi ấy bị bóp nhiều hơn, nhưng mà ít ra còn có phương án giải quyết là xóa cái phần Joyce đi, còn Realme thì không. Đến với câu hỏi thứ ba, chậm thông báo là sao nhỉ? Ok, có vẻ như bạn này thì mới quan tâm tới điện thoại Trung Quốc thì phải. Vụ chậm thông báo khá nổi tiếng mà. Thì đây, mình sẽ giải thích cho bạn nhé. Chậm thông báo hiện tại có hai trường hợp nhé, đang bị gộp chung là chậm thông báo. Khi các bạn có thông báo về Facebook hay là tin nhắn Zalo, tin nhắn Messenger, Gmail các thứ thì trường hợp thứ nhất này, 10 giây cho tới 30 giây, tối đa sẽ khoảng tầm 1 phút. Đó. Nhưng mà ít ra còn thông báo các bạn nhá, dùng gọi là hơi khó chịu một chút thôi. Kiểu như các bạn trả lời bạn bè với cả người yêu ấy, không được nhanh lắm. Nhưng mà trường hợp thứ hai mới khó chịu này, đó là máy sẽ không thông báo gì luôn. Đó. Cho tới khi các bạn vào bên trong app thì máy mới hiện ra nha. Hoặc là sẽ bị chậm khoảng tầm nửa ngày. Đó. Tự nhiên từ sáng giờ chả thấy thông báo gì cả, đến giữa trưa máy nổ một đống thông báo luôn. Thì coi như là miss các bạn nhá, tại vì 4-5 tiếng mà. Và thực sự như vậy rất khó chịu các bạn nha. Nhất là trường hợp các bạn cần thông báo cho công việc ấy, thì thôi rồi luôn. Và cái vụ chậm thông báo này sẽ thường xảy ra trên máy Trung Quốc các bạn nhá, máy nội địa ấy. Lý do thì theo mình hiểu ấy, tại vì bên Trung Quốc những cái app họ dùng ấy không chung cái server thông báo với cả những cái app các bạn đang dùng tại Việt Nam. Đó. Kiểu như là bên Trung Quốc các bạn đâu có dùng Facebook này, đâu có dùng Zalo đâu đúng không? Đâu có dùng Gmail đâu. Các bạn thử dùng WeChat trên máy nội địa mà xem, làm gì bị trễ thông báo đúng không? Còn để làm sao mà khắc phục cái tình trạng chậm thông báo khi các bạn dùng tại Việt Nam thì thường thì sẽ có hai cách nhá. Cách thứ nhất triệt để hơn thì đó là up ROM quốc tế, đó. Hoặc là ROM EU này, ROM mod các thứ, nói chung ROM Việt sắp cũng được. Tình trạng chậm thông báo này sẽ được xử lý tầm khoảng 90% nha. Và các bạn dùng là máy chính ok rồi. Nhưng mà với một số máy thì sẽ không có ROM quốc tế thì sao? Thì cũng sẽ có cách nhá. Thường thì các bạn sẽ dùng một số mẹo như sau. Bật giúp mình cái phần auto start này, cái phần tự động khởi chạy ấy.
rồi tắt cho mình cái phần tiết kiệm pin. Đó, thông báo của máy sẽ ok hơn một chút so với cả mặc định nha. Nhưng mà sẽ chỉ là một chút thôi, còn đâu đa số mình thấy vẫn sẽ bị miss. Để mà giải quyết triệt để nhất thì vẫn là up ROM thôi. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về câu trả lời của mình? Có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới. Link mua các máy trong video ngày hôm nay, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả và bình luận game của video. Giờ xin chào, bye bye.